Hey, chào cả nhà đã trở lại kênh của Linh. À, phía sau Linh mọi người đã thấy rồi đó, một cánh đồng hoa tulip rất là rực rỡ màu đỏ. Thì Linh giới thiệu hôm nay cái chỗ này không phải là cái khu du lịch nha cả nhà. À, nắng chói quá Linh em mất kiến á. À, cái khu du lịch nổi tiếng ở Hà Lan là khu Keukenhof, Linh sẽ ghi cái tên nó ra. Nhưng mà cái khu này là không phải dành cho người du lịch. Thường là ở đây á, là trước đây á, là dành cho những người giống như là đi tham quan, những người ở dân cư ở gần đây thôi. Nhưng sau này trở nên nổi tiếng hơn thì có nhiều du khách ở những nước khác hơn. Và những cánh đồng này á, là của nông dân, người ta trồng để người ta lấy củ tulip người ta bán, chứ không phải là lấy cho cái ông này tự nhiên nguyên cánh đồng đẹp và ông đi phía sau khó chịu quá kệ ông đi. Thì ở đây ít du khách hơn. Bây giờ là ngày đầu tiên mở cửa và Linh tới đây sau khi Linh đi học xong, Linh có rủ bạn Linh nó đi lang thang tùm lum hết trơn rồi. Linh nói tới đâu người ta thì cái cánh đồng này là không phải trồng lấy hoa để bán nha cả nhà, mà là chỉ trồng để lấy củ để bán. Bây giờ Linh sẽ quay một vòng cho mọi người xem và cái khu nó bao quát như thế nào, nó như thế nào, hoạt động của nó ra sao. Như Linh nói với mọi người thì cái khu này người ta trồng bán củ chứ không phải bán hoa, và họ sẽ mở cửa cái khu vực này là bên đây nữa nha cả nhà, bên đây nữa là có thể là bên đây đã được lấy củ bán rồi. Còn phía đằng xa ở đó nữa, mọi người thấy cái vạch đỏ đỏ đó không, cái vạch đỏ đỏ đó đó chính là một cái cánh đồng hoa tulip khác. Nhưng mà thôi, hôm nay thì mình đi tới đây thôi, thì Linh nói về câu chuyện của nó là Linh nghĩ cũng đủ rồi. À, và khi ở đây là mở cửa vào ngày 16 tháng 4 cho đến ngày 5 ngày 7 tháng 5. Tại vì nếu mà sau ngày 7 tháng 5 á mọi người trở lại đây thì cũng không có gì đâu. Tại vì người ta đã thu hoạch củ hết rồi, hoặc là củ cái mấy cái hoa này nó đã chết hết rồi, thì mình đến đây mình chơi, mình tham quan cũng không có thấy cái gì hết. Đây là cái củ cái giống nhỏ. Nó chưa lên hoa. Và đằng kia là cái giống màu tím đẹp quá cả nhà hả. Mình đi lang thang như vậy mình chụp, thì ở mấy cái chỗ này á, nó không có quá đông du khách, khi mình chụp lên hình á, thì nó sẽ không có bị vướng du khách nhiều giống như là cái khu Keukenhof. Mà cái khu Keukenhof bây giờ hôm nay bạn Linh đi, Linh nghĩ Linh miss, nếu mà không thì Linh cũng đã quay cho mọi người xem cái khu Keukenhof nó như thế nào rồi. Tại vì hôm đó mấy bạn đi thì Linh tổ chức sinh nhật của Linh thì Linh không có đi theo mấy bạn được. Thôi thì hẹn lần khác. Linh đi đến đây năm nào Linh cũng đi đến đây hết, nhưng mà đến năm mấy cái mùa dịch đó, dù ở đây là ngoài trời mọi người nhìn đi đồng trống như vậy á, nhưng mà gọi là chính phủ cũng không có cho mở cửa để cho mọi người tới nữa. Và khi một năm đến thì họ sẽ thông báo trên cái website của họ là họ mở cửa cái ngày nào. Mình đến đây mình tham quan, mình có thể đi xe đạp nè, đi xe hơi. Đây có người đi xe đạp nè, mọi người thấy không, có người đi xe đạp đó. Thì Linh thường nhà Linh xa quá, Linh không có đi xe đạp tới đây được, nói gần nghĩa là từ nhà Linh đến đây khoảng 30 phút, hơn 30 phút, 45 phút. Nhưng mà nếu mà đi xe hơi thì trời ơi, thôi Linh chịu không nổi đâu. Ở sorry, đi xe đạp thì Linh đạp không nổi đâu. Rồi thì họ sẽ có cái đường, cái đường đi, hướng dẫn cái đường đi cho mình tham quan cái chỗ nào chỗ nào. Thì cái chỗ này hôm nay Linh đi quay á, là chỉ một khu thôi nha cả nhà, chứ còn cái khu của nó là rộng lớn lắm thì mình đi không có hết. Và nếu mình đi qua đi lại thì cũng chỉ có hoa tulip như vậy thôi. Năm nay họ đến mở cửa đến ngày 7 tháng 5, nhưng mà bây giờ nắng quá trời rồi cho nên bông tulip nó nở rất là nhiều. Đi lên quay mấy cái màu sắc hoa cho cả nhà coi nhé. Thank you.
Có con chó nó đang làm duyên làm dáng để tạo dáng để chụp hình nữa kìa cả nhà. Cũng chịu nghe lời ghê hả? Mọi người thích chó không? Linh thì Linh thích nhưng mà Linh không có nuôi. Tại vì nuôi nó đó thì mình phải có nhiều chế độ như bảo hiểm rồi nói chung là nó bệnh hoặc là gì á, mình tốn tiền rất là nhiều và công sức nữa. Thì Linh thích nhưng mà Linh không có nuôi nó được. Bye bye chó. Mỗi năm thì họ gieo khoảng 150.000 cho đến 200.000 củ để lấy giống. Và hôm nay như Linh nói đó là ngày mở cửa, nhưng mà Linh lên shop thì họ không có nhiều du khách. Nhưng mà khi mà ngày trước đây khi mà du khách nhiều á cả nhà, thì có những người họ không có ý thức á, họ đứng vào những cái luống này nè để họ chụp hình luôn, thì gãy bông của người ta hết, hư hết bông của người ta. Nông dân ở bên đây thì cũng thân thiện thôi, nhưng mà đến khi những cái du khách mà gọi là không vô ý thức á cả nhà, làm ảnh hưởng nhiều quá, thì sau đó thì những người giống như những người có ý thức á, người ta sẽ bị ảnh hưởng đến cái nhìn của nông dân ở đây dành cho du khách không còn thiện cảm nữa. Cái khu này lớn lắm, đây là cái khu màu tím nhưng lâu lâu nó có lọt cái bông màu màu cam vào nè, dễ thương không đó. Mọi người thích hoa không? Linh thích hoa lắm luôn á cả nhà. Giờ mình đi xuống một chút rồi mình đi ra nha, tại vì bây giờ là xong rồi đó. Linh không còn giới thiệu nhiều về cái khu này nữa, nhưng mà nếu mọi người có dịp qua Hà Lan chơi á thì cái khu này á, ấy da, nó đi ngay chỗ đồng ruộng cho nên nó cứ xịt xịt xịt, nó cứ dấp vài à. Thì nếu mọi người qua Hà Lan chơi thì nên nên đi vào cái khu Keukenhof, tại vì cái khu Keukenhof á là cái khu nổi tiếng rồi. Nếu mình đi mà mình không qua đó chơi, mình không đến đó chơi thì hơi bị uổng. Nhưng mà nếu mọi người mà có giống như có người thân ở Hà Lan thì nhờ họ chở đến với cái cánh đồng hoa này như vậy nè, hoàn toàn miễn phí, không có tốn tiền gì hết. Cho nên mình muốn đi lúc nào mình đi, mình muốn đến lúc nào mình đến, và có rất là ít người giống như là để cho mình tự sướng hoặc là để cho mình check-in hết cả nhà, thì nó không có bị vướng người nhiều. Linh thích tất cả các màu luôn á. Thì ở đây thì mình nhìn thấy nhà người dân ở nè ha, rồi xe cộ qua lại. Sau này thì Linh sẽ đi làm một cái khu du lịch khác nữa, thì Linh sẽ nói cho mọi người nghe về cái khu du lịch đó. Bây giờ thì Linh sẽ dừng lại cái clip mình ở đây. Hẹn mọi người clip khác. Chúc mọi người một ngày thật vui. Hy vọng mọi người like, share, subscribe cho Linh nha. Nhớ coi hết rồi hả subscribe, nếu không nó lộ mất tiêu hết à. Rồi cả cái view cũng vậy nữa, nếu mọi người không xem thật tình á thì nó cũng rớt hết. Mà nếu mà mọi người không xem thật tình của Linh á thì Linh, nếu mà Linh biết được á thì Linh cũng không có giống như là không có nhiệt tình với mọi người lắm đâu, tại vì mình phải tương tác qua lại cho nó có sự công bằng. Cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà một ngày thật vui nha, bye bye.